Thưa quý vị, kể từ khi phát động đến nay, chương trình Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương đã được trao đến tận tay hàng ngàn chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Khi thì mớ rau, ký thịt, gạo, sữa, tất cả đã góp phần động viên, hỗ trợ chị em phụ nữ khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh, cả về vật chất lẫn tinh thần. Và một trong những phần quà ý nghĩa cũng là cơ hội để giúp chị em được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chị Phạm Thị Khai, ngụ tại số 11A, đường Trần Quang Diệu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, là một trong 36 hội viên được nhận thẻ bảo hiểm y tế do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn trao tặng đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua. Vốn làm nghề bán trái cây và vé số dạo, thu nhập trung bình dưới 200.000 đồng một ngày để lo chi phí cho gia đình 8 người, thực sự là khó khăn. Do nghề nghiệp không ổn định nên chị Khai cũng không có tiền mua bảo hiểm y tế. Trong cái thời gian dịch vừa qua thì cũng nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của bên phụ nữ, bên tổ, bên phường, rồi các nhà các cấp quan tâm và giúp đỡ cho gia đình qua cái giai đoạn khó khăn. Phụ nữ tặng cho cái thẻ bảo hiểm, rồi các cái phần quà, nói chung thì cũng bớt cái gánh nặng cho gia đình, đỡ lo khi ốm khi đau. Có cái tấm thẻ đó thì trong gia đình thì hoàn cảnh, điều kiện tiền bạc không có, thì ốm khi đau đột chốt thì cũng khổ. Thì nhờ các chị em phụ nữ rồi tặng cho cái thẻ cũng yên tâm phần nào đó. Còn với ba mẹ con chị Thiều Thị Hương, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, những phần quà từ chương trình Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương từ các cấp hội phụ nữ trao tặng đã thiết thực giúp đỡ mẹ con chị vượt qua khó khăn, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội. Nghề làm thuê làm mướn của chị Hương tạm ngưng. Những phần quà từ chi hội phụ nữ ấp, xã đã góp phần làm ấm thêm ngôi nhà của ba mẹ con. Lúc khó khăn thì bên phụ nữ thì nào là hỗ trợ những xe đạp đi học, này, rồi bàn học, rồi là mì tôm, đồ ăn, mì tôm, rồi dầu ăn, rồi nước mắm, bột ngọt, rồi gạo, rồi đường, rồi đủ các loại. Thì em nói chung là bên phụ nữ thì em cũng xin cảm ơn đã giúp đỡ mẹ con em những lúc khó khăn để vượt lên. Chương trình Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã nhận được sự chung tay của các cấp hội phụ nữ và cả cộng đồng hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em và người dân các tỉnh thành phía Nam khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Đây là sự kiện hưởng ứng chương trình Triệu Phần Quà Đại Đoàn Kết Tiếp Sức Đồng Bào Miền Nam Vượt Qua Đại Dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm kêu gọi huy động toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay quyên góp, ủng hộ các phần quà, hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em và người dân miền Nam đang gặp phải khó khăn do dịch bệnh. Tôi đã cũng kịp thời hỗ trợ họ trong cái lúc khó khăn nhất. Mình động viên tinh thần họ để họ vượt qua những cái mùa dịch này. Thời gian qua thì cái dịch bệnh COVID-19 kéo dài cũng đã gần 2 năm. Thì về các cái hoàn cảnh gia đình cũng như là các cái hộ hội viên mà chủ hộ ở trên địa bàn của xã Tân Hưng thì rất là khó khăn. Nói riêng và toàn thành phố và cũng như là cả nước nói chung thì bên cạnh đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng xây dựng rất là nhiều các cái kế hoạch đề ra để mà hỗ trợ các cái phụ nữ khó khăn trong đại dịch. Ngoài những cái phần quà mà của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động mà thì hội tặng rất là nhiều. Ngoài cái quà những cái nhu yếu phẩm hàng ngày để giúp đỡ cho hội viên phụ nữ thì bên cạnh đó thì hội cũng hỗ trợ cho các cái em mà vào đầu năm học các điện thoại để học online rồi thẻ bảo hiểm y tế. Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương là hoạt động đầy ý nghĩa, tạo sức lan tỏa to lớn và nhận được sự ủng hộ, đóng góp của đông đảo các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Những phần quà ấm áp yêu thương của chị em phụ nữ, nhà hảo tâm và người dân sẽ tiếp tục được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đón nhận và trao đến tay những chị em có hoàn cảnh khó khăn.